xếp đồ cực kỳ đẹp, rất là sang trọng. Mình rất là chị em đây, không phải nói đây là một cái xếp đồ quá xuất sắc mọi người ạ. Nhìn thấy cái chân váy là mình đã mê mẩn ngay lập tức rồi. Mọi người thấy chân váy có đẹp không? Xếp này phối rất là tinh tế bởi vì chân váy nó làm quá đẹp, quá nổi bật. Nên là phần áo thì chỉ thiết kế một cái phần áo màu đen đơn giản thôi. Em này cũng là áo cotton bình thường ấy mọi người. Đó. Nhưng mà nó vẫn có cái điểm nhấn là cái phần phối lưới ở ngay trên vai này. Đó, phối lưới như thế này. Đó, để tạo cảm giác 3D cho cái phần cánh tay của chúng ta. Ngoài ra thì chân váy mọi người nhìn nhá, chân váy được thiết kế họa tiết 3D. Những cái đường dập ly vô cùng nét. Mọi người nhìn xinh không ạ? Đó, chân váy là thiết kế từ một bức tranh phong cảnh cực kỳ đẹp. Đó, nhưng mà nhìn rất là đẹp, nhìn nó có cái gì đấy rất là thời trang, rất là sang trọng. Đây. Mọi người nhìn cái chân váy này, nó có gọi là đỉnh của đỉnh không hả mọi người? Siêu đẹp luôn. Chân váy này là mọi người phối với áo trắng cũng được, áo đen cũng được. Đó, phối với gì cũng được luôn. Quá xinh. Xếp này thì Phương nghĩ là mọi người có thể mặc được cả đi chơi, cả đi làm, cả đi cà phê, hẹn hò. Nói chung là Phương nghĩ là nó ứng dụng rất là cao vào mọi hoàn cảnh, mọi bối cảnh, mọi trường hợp. Xếp này thì là bán cả set nha mọi người, và đầy đủ size luôn, XL, XL.